Nếu mà biết điều này, chắc chắn các bạn sẽ giảm được cân. Hảo thề luôn đấy, đây là bí mật luôn các bạn. Ngày hôm nay trong video này thì Hảo sẽ chia sẻ cho các bạn bí mật làm thế nào để các bạn có thể giảm được cân một cách hiệu quả, đúng không ạ? Và không để các bạn chờ lâu nữa, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nha. Đầu tiên, điều quan trọng nhất đó là các bạn luôn nghe rằng calorie, đúng không nào? Thế thì các bạn có bao giờ các bạn thắc mắc rằng calorie là gì không các bạn? Ở trên TikTok chúng ta cũng nghe rất nhiều, ở đâu chúng ta cũng nghe rất nhiều, nhưng mà bản chất thực sự của calo là gì? Vậy thì chúng ta cần kiểm soát calo như thế nào và làm sao cho nó dễ dàng nhất trong cuộc sống của chúng ta? Thì ngày hôm nay Hảo sẽ chia sẻ với các bạn, để mà giảm cân thì các bạn chỉ cần kiểm soát được calo thôi. Đương nhiên là nó sẽ còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là vận động, rồi là nghỉ ngơi để chuyển hóa tốt hơn, hoặc là tinh thần, tất tần tật mọi cái nữa. Nhưng mà video ngày hôm nay Hảo muốn chia sẻ với các bạn cái yếu tố quan trọng nhất, cái điều mà đã giúp cho Hảo giảm 25 cân ý. Hồi trước đỉnh cao nhất là Hảo giảm 11kg trong vòng 1 tháng. Nhưng mà cái này bí mật không chia sẻ đâu. Đó. Thì các bạn biết không, ở ngoài đường chúng ta có khoảng cách ấy, thì chúng ta sẽ gọi là mét, km, đại loại kiểu thế. Rồi là nước này, nước thì chúng ta sẽ gọi là millilit, rồi là lít hay là gì đó. Rồi chúng ta đo vòng eo thì nó có cm nè, kiểu như là 69cm, hoặc là vòng eo 60, đại loại kiểu thế. Calo nó là một cái đơn vị để mà có thể đo được cái năng lượng trong đồ ăn thức uống thôi. Giống như là bạn ăn một củ khoai này thì nó có khoảng bao nhiêu năng lượng đó, kiểu thế. Rồi là cái bông cải như này thì nó sẽ có bao nhiêu calo. Thì ngày xưa thì con người tổ tiên của chúng ta ăn sống, bắt đầu từ ăn sống, săn bắt ăn sống. Sau đấy đến thời chiến tranh thì bắt đầu chỉ mong sao mà ăn no mặc ấm thôi, đúng không các bạn? Đến bây giờ thì chúng ta đến cái thời gọi là phải ăn ngon, phải mặc đẹp rồi. Và ăn không những ngon mà còn phải đẹp nữa. Và cho đến bây giờ thì chúng ta gặp cái tình trạng là dư cân, dư calo rất là nhiều. Thế thì ngày hôm nay Hảo sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn có thể kiểm soát calo trong cuộc sống hàng ngày. Đó, các bạn có thể thấy là ngày hôm nay Hảo đang ngồi trên bàn làm việc của Hảo, và với hai tay là thấy hai cái đồ ăn luôn đó này các bạn. Với bên này là một đĩa khoai lang này các bạn. Đó, các bạn thấy không ạ? Khoai lang thì Hảo thường Hảo sẽ rửa thật sạch đi, sau đó là Hảo sẽ để cả vỏ Hảo ăn. Để cho trong vỏ khoai lang thì sẽ có nhiều xơ, thì nó sẽ hỗ trợ giảm cân tốt hơn, đại loại kiểu thế, nó sẽ giúp mình no lâu hơn. Đấy, các bạn thấy không? Với bên này là bông cải xanh. Cải xanh thì Hảo sẽ mua cải xanh organic, sau đó là Hảo sẽ ăn sống như này. Hảo rất là ưu tiên ăn những loại rau củ có thể ăn sống. Rồi, quay trở lại vấn đề. Đó là các bạn thấy đó. Ngay trên bàn làm việc của Hảo, với bên này đồ ăn, nhưng làm thế nào Hảo vẫn có thể kiểm soát được cân nặng của mình, Hảo vẫn có thể giảm được cân, đúng không ạ? Ngày hôm nay Hảo muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng là để giảm cân tốt nhất ấy, các bạn cứ chọn cái thực phẩm gì mà nó có cái lượng calo thấp nhất. Hảo ví dụ nhé, ví dụ như là dưa leo là một trong những cái thực phẩm mà khi mà nghĩ đến giảm cân hoặc siết cân hoặc giữ cân Hảo sẽ nghĩ đến đầu tiên. Bởi vì dưa leo rất nhiều nước, bên cạnh đấy thì dưa leo rất là nhiều vitamin, nhiều khoáng chất, nhiều những cái thực phẩm tốt, và quả dưa leo nó sẽ giúp mình no lâu hơn. Nhưng mà với Hảo thì dưa leo là một trong những cái loại quả mà có thấp calo nhất có thể. Thế thì bây giờ mình đói thì các bạn, khoảng mình đói trong ngày đi giảm cân, ai mập mà chả do là ăn nhiều dư calo thì mới mập. Nhưng mà khi mình đói, mình ăn một quả dưa leo, mình có thể là mình duy trì thêm được rất là lâu nữa. Mình có thể không ăn vặt một cái gì đấy, nhưng nếu mình đói mình sẽ dẫn đến những cái tình trạng thèm ăn vặt các bạn. Giảm cân mà đói toàn thèm ăn vặt thôi. Bắt đầu mình thèm uống trà sữa này, thèm ăn bánh tráng trộn này, thèm ăn snack này, đủ các kiểu hết các bạn ơi. Cho nên là các bạn đừng để mình đói trong chế độ giảm cân. Nếu các bạn giảm cân, các bạn để mình đói là đó là lý do vì sao mà chúng ta mãi không giảm được cân. Bởi vì khi đói thì não của chúng ta xuống cấp và bắt đầu ui nó nhìn thấy sô-cô-la hay là nó nhìn gì đấy trong tủ lạnh ấy, thì chúng ta sẽ cào cấu lấy thức ăn. Cho nên một cái bí mật để các bạn giảm cân thành công đó là các bạn hãy ăn trước khi mà cơ thể mình đói ấy. Và các bạn cần chia cái lượng thức ăn đều ra. Giống như là sáng ăn sáng xong thì 9 giờ là ăn quả dưa leo. Xong rồi ăn trưa phải đúng giờ nha các bạn. Nếu mà các bạn cứ cố nhịn xong rồi khoảng 1-2 giờ chiều bắt đầu đói, có bắt đầu cào cấu đồ ăn kiểu như thế, thì đó, đấy là lý do vì sao mãi chúng ta vẫn chả giảm được cân, mà người chúng ta thì không tốt. Cái số 2 nữa là mình cần kiểm soát được cái lượng tổng calo trong một ngày của mình. Đối với nữ thì thường trung bình nhá, trung bình một ngày chúng ta sẽ ăn khoảng 1.500 cho đến 2.200 calo kiểu như thế. Rồi là đối với những bạn mà bị dư cân thì chắc chắn là chúng ta ăn nhiều calo hơn ở những cái đồ chiên rán dầu mỡ ở cổng trường học hay là bán tràn lan ngoài đường ấy, kiểu thế. Thì đối với những người mà bị dư cân ấy, thì chúng ta ăn quá nhiều calo. Thế thì bây giờ muốn giảm cân ấy, mình kiểm soát cái lượng đồ ăn hàng ngày lại các bạn, mình kiểm soát cái lượng calo. Giống như là thay vì Hảo lựa chọn một
một cái gì ta, một cái gì nhiều calo, lâu rồi quá rồi không ăn cũng quên mất tiêu. Rồi, thay vì Hảo mua một bì bánh tráng trộn ở cái cô bán ngay đầu đường để Hảo ăn vặt trong lúc này thì Hảo bắt đầu chuẩn bị một cái bông cải xanh như này để Hảo có thể giảm cân tốt hơn, kiểu thế. Rồi Hảo sẽ tìm hiểu cho các bạn 100 một một bông cải xanh thì có bao nhiêu calo nha. Các bạn chờ mình xíu nhé. Ồ. Oh. 100 g bông cải xanh thì sẽ có khoảng 33 calo. Thế thì nó sẽ là một cái lượng calo rất là ít thôi các bạn, nhưng mà ăn nó sẽ rất là no, tại vì sáng giờ Hảo mới ăn được có một nửa cái bông cải này mà đã rất là no rồi. Thì đó, đó, thay vì các bạn chọn một cái thực phẩm nó nhiều calo thì các bạn chọn những cái đồ ăn hàng ngày này nó healthy này, giống như là bông cải, khoai lang. Có những ngày thì Hảo sẽ ăn táo, ăn dưa leo. Để mà cắt giảm đi cái lượng calo từ đồ chiên, đồ rán, đồ dầu mỡ, đồ ngọt các kiểu này thì các bạn có thể lựa chọn những cái thực phẩm nó healthy hơn, đúng không ạ? Và để giảm cân tốt nhất thì chúng ta sẽ ăn khoảng từ 1.200 cho đến khoảng 1.500, 1.700 calo gì đó, cắt giảm đi khoảng vài trăm calo trên một ngày thì chúng ta sẽ giảm cân rất là tốt và chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn da Hảo càng ngày càng đẹp, đúng không ạ? Ai mà biết Hảo 1 năm trước qua những cái nền tảng khác đó các bạn. Đó, thì các bạn sẽ thấy là da của Hảo thay đổi rất là nhiều. Và hôm bữa Hảo mới gặp lại một người bạn cũ cách đây 5 năm thì bạn nói rằng là trong vòng 5 năm qua Hảo đã không hề thay đổi một cái gì luôn á. Và đó là một điều mình vô cùng hạnh phúc, thực sự là như thế luôn. Trong vòng 5 năm qua mình vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp và vẫn giữ được cái nét trẻ trung trong vòng 5 năm. Ở video ngày hôm nay thì Hảo sẽ chia sẻ với các bạn 5 cái nhóm thực phẩm mà thực ra thì Hảo đã cắt nó ngày xưa để có thể giảm cân ấy. Bởi vì trong 5 cái nhóm thực phẩm này thì calo nó rất là nhiều. Thêm một cái nữa là nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình, không tốt cho hệ tiêu hóa, không tốt cho tất cả mọi thứ trong sức khỏe của mình. Thế thì thực sự Hảo mong muốn các bạn hãy cắt giảm 5 cái nhóm thực phẩm này trong chế độ ăn của mình. Và nếu thật sự tại sao Hảo lại chia sẻ cho các bạn, bởi vì các bạn có thể giúp cho gia đình của mình, mà các bạn khỏe thì gia đình các bạn khỏe, đặc biệt là nếu mà gia đình các bạn khỏe thì con của các bạn sẽ khỏe. Hảo cũng là một người mẹ, Hảo luôn mong muốn con mình khỏe hơn. Hảo cũng là một người mẹ, Hảo luôn mong muốn con các bạn cũng khỏe như con của mình. Cho nên đây là cái lý do động lực lớn nhất để Hảo quay những cái video như này. Nếu các bạn thích thì nhớ subscribe hoặc là chia sẻ cho người cần nha. Nhớ là giúp một tay nào đấy để có thể chia sẻ những video của Hảo, để Hảo có động lực hơn để có thể làm những video như này. Rồi, đầu tiên đó là các bạn cần tránh cái nhóm thực phẩm ngọt, nhiều đường ấy các bạn, ngọt ấy ạ. Tránh xa nó ra, bởi vì ăn đường thì nó sẽ lão hóa nhanh hơn các bạn ạ. Thêm một cái thì các bạn hay nói là các bạn thèm trà sữa, các bạn nghiện này nghiện kia, thật ra không phải là nghiện đâu các bạn. Đường nó làm cho các bạn có một cái thói quen dùng đường á. Nó sẽ liên quan đến cái cơ chế insulin, nhưng mà các bạn hạn chế ăn đường đi thì cơ thể các bạn sẽ trẻ hơn. Bởi vì trong vòng rất là nhiều năm qua thì Hảo đã hạn chế ăn đường rất là nhiều. Các bạn thấy không ạ, Hảo uống cà phê, Hảo uống cà phê mỗi ngày luôn, nhưng mà Hảo uống cà phê đen cùng với lại sữa. Để hôm nào Hảo sẽ quay cho các bạn bí kíp, các bạn có thể uống cà phê được không ạ? Hảo không uống cà phê sữa nhưng Hảo vẫn uống cà phê cùng với lại một cái theo cái công công thức pha của Hảo, kiểu thế. Thêm một cái nữa là ngày xưa mình rất là thích ăn bánh kem các bạn ạ. Trời ơi, ai ở Sài Gòn sẽ biết món bánh kem bắp nổi tiếng Sài Gòn luôn. Hảo không biết ở các tỉnh khác có không, nhưng mà kiểu ở Sài Gòn cứ đến sinh nhật là mọi người mua bánh kem bắp, bánh kem bắp, bánh kem bắp các bạn ạ. Nó ngon mà nó thơm cực kỳ luôn á. À, ai mà biết bánh kem bắp thì comment xuống dưới cho Hảo nha. Nhưng mà đã rất rất lâu rồi Hảo không còn thói quen đó nữa. Thậm chí là trà sữa, trong vòng khoảng 4 năm qua thì chỉ có 1-2 lần Hảo uống trà sữa thôi. Nhưng mà Hảo luôn chỉ uống ké thôi các bạn, chứ Hảo không mua về uống. Hảo bỏ hoàn toàn cái thói quen ăn đồ ngọt trong trong nhà mình. Và hầu hết những cái đồ ngọt thì sẽ được dùng từ những cái nguyên liệu tự nhiên, ví dụ như quả trà là này, hoặc là những cái loại đường ăn kiêng. Đó, đấy là bí mật để cho các bạn có thể giảm cân tốt hơn, trẻ hơn, phòng tránh những cái bệnh hơn, đúng không ạ? Hãy thay đổi. Ngày xưa thì Hảo có thói quen là dùng mật ong khá là nhiều, nhưng mà sau này thì Hảo gần như là không dùng mật ong, trừ khi là trộn salad hay là làm cái gì đó thôi. Kể cả khi mà chế biến Hảo cũng không dùng mật ong nữa, bởi vì mật ong khi được nấu chín thì nó không tốt. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn cần tránh những cái nhóm có nhiều dầu mỡ, đồ chiên, nhóm dầu ăn ấy các bạn. Trong 100 ml dầu ăn thì nó có tới 900 calo. Cho nên nếu được các bạn hãy hạn chế những cái nhóm đồ chiên, rán, dầu mỡ ra. Chưa kể là khi mà ví dụ như dầu ô liu các bạn trộn salad các kiểu thì ăn nó khá tốt. Nhưng mà khi các bạn nấu chín nó lên thì omega 3 nó chuyển thành omega 69.
nó không cần thiết với cơ thể mình và đôi khi nó bị dư thừa. Chưa kể đến nếu mà ăn gà rán nhiều hay là ăn khoai tây chiên nhiều hay ăn khoai lang lắc nhiều. Đương nhiên khoai lang rất tốt trong trường hợp các bạn hấp nó lên. Thật sự Hảo chia sẻ với các bạn nha, hấp nó cũng có bí quyết để các bạn có thể đẹp hơn nữa các bạn. Khoai lang này Hảo nấu ở một cái nhiệt độ lửa rất là thấp. Ngày xưa thì Hảo hay có cái tính ẩu, đợi nó lâu quá thôi cứ vặn lửa to lên xong rồi đi làm việc khác, xong với lại nấu cho nó nhanh chín ấy. Nhưng mà sau này thì Hảo tìm ra được một cái công thức, đó là nấu ăn với lửa nhỏ thôi thì calo nó tăng lên, nó sẽ từ từ và nó sẽ chậm hơn, calo nó thấp hơn, đặc biệt là cái lượng dinh dưỡng trong này nó giữ được nhiều hơn. Cho nên nếu các bạn nấu ăn cho con á, cho em bé hoặc các bạn nấu ăn trong chính gia đình mình ấy, nếu được hãy nấu ở nhiệt độ nhỏ thôi nha. Thêm một cái nhóm đồ ăn nữa mà các bạn cũng cần phải hạn chế nha, không phải là không được ăn, hạn chế thôi ạ. Đó chính là nhóm thịt đỏ các bạn. Thịt đỏ ở đây hả, ví dụ như là thịt bò nè, rồi là thịt bla bla cái, thịt gì ở đất nước các bạn có, thịt gì ở cái thành phố các bạn có mà nó là thịt đỏ ấy, thì các bạn cũng nên hạn chế. Bởi vì thịt đỏ thì thứ nhất là calo nó cao, chất béo nó cũng xấu và nó không thực sự tốt cho chúng ta. Thêm một cái nữa là nếu mà tối các bạn ăn quá nhiều thịt bò, các bạn ăn thịt bò vào buổi tối thì cơ thể của chúng ta nó sẽ không hấp thụ được, thành ra là cơ thể chúng ta sẽ đợi đến sáng ngày hôm sau khi mà chúng ta thức dậy để có thể làm hấp thụ được cái đó. Mà khi mà thịt bò nằm trong dạ dày của chúng ta 12 tiếng, 8 tiếng sau khi chúng ta ngủ dậy thì nó đã chuyển hóa thành cái gì đâu không rồi. Đôi khi là vi khuẩn tất tật mọi cái thì đó. Cho nên nếu được hãy hạn chế ăn thịt bò nha. Không, với chế độ giảm cân thôi các bạn. Còn đối với những người bị gút các kiểu thì cũng hạn chế như bình thường luôn. Không, nhưng mà hạn chế thôi, ý của Hảo là hạn chế thôi. Nếu mà có thịt bò sạch hoặc là bò nuôi các bạn vẫn có thể ăn, kiểu vậy. Thêm một cái nhóm thứ tư, đó chính là nhóm đồ nếp các bạn ạ. Đồ nếp thì nó thường nó sẽ gấp đôi đồ gạo trắng, giống như xôi thì nó sẽ gấp đôi calo. Các bạn tưởng tượng một chén cơm như này nó có 200 calo các bạn. Nếu mà một chén cơm cũng là thế nhưng mà là cơm nếp thì nó sẽ có khoảng 400 calo. Thì các bạn nên ăn đồ cơm, đồ bình thường ấy, kiểu như hạn chế đồ nếp ấy. Đấy thì đó là một trong những cái nhóm mà chúng ta cần hạn chế. Nếu mà được thì ăn gạo lứt là tốt nhất, thực sự luôn. Gạo lứt bây giờ nhiều loại gạo ngon lắm các bạn. Các bạn lên trên các sàn thương mại điện tử, các bạn mua về nhiều loại gạo lứt nó ngon lắm. Để Hảo cho cái link mua gạo lứt dưới này nhé, các bạn có thể mua. Nhưng mà Hảo hay ăn gạo lứt lắm, nhưng gạo lứt bây giờ nó ngon lắm. Thêm một cái nhóm nữa đó chính là nhóm đồ ăn nhanh các bạn. Đồ đóng hộp, đồ ăn nhanh, rất nhiều cái ở ngoài kia thì calo nó rất là cao. Và các bạn nếu mà được, các bạn cứ hạn chế sử dụng những cái đồ đóng hộp được là tốt nhất. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng như này nhá, cái bông cải này, đồ ăn á, khi mà mình đã ngắt nó ra khỏi cái cây á, giống như cái quả mà mình hái xuống, chỉ cần trên 6 tiếng thôi, cái lượng dinh dưỡng, cái lượng vitamin ở trong những cái loại thực phẩm này nó đã bị mất đi rất là nhiều rồi. Ngành công nghiệp thực phẩm họ phải làm như thế, bởi vì để di chuyển được xa hơn, bán được lâu hơn các kiểu thì nó về tài chính doanh nghiệp của họ thôi. Nhưng mà thịt gà đi các bạn. Thịt gà bây giờ con gà tươi như thế ở dưới quê mẹ nuôi được như thế, cho ăn bao nhiêu thóc gạo các kiểu mới nuôi nó lớn lên, thì bây giờ thịt nó thì ăn nó không tươi hơn à? Tự nhiên đi thịt cái miếng thịt gà ra xong rồi chế biến qua đủ thứ nước, xong bắt đầu ngâm vào, xong đủ thứ chất bảo quản, xong bắt đầu đóng hộp, xong chúng ta mua về ăn, trời ơi chất quốc không các bạn. Cho nên đó là những cái mà các bạn nên tránh để chúng ta có thể giảm cân tốt hơn, đúng không ạ? 5 nhóm nha các bạn. Đầu tiên đó chính là đường, thứ hai là dầu ăn, thứ ba là đồ nếp, thứ tư là đồ ăn nhanh, và thứ năm đó chính là thịt đỏ, đúng không các bạn? Trời ơi, Hảo đang mang giáo trình, Hảo đang mang giáo trình mà Hảo chia sẻ lớp coaching là Hảo ra để Hảo chia sẻ cho các bạn luôn á. Bởi vì Hảo nghĩ rằng là cần phải cho đi một điều gì đó trong cái thế giới này. Cuối cùng khi mà mọi người không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì điều tuyệt vời nhất các bạn có thể để lại đó là các bạn giúp được bao nhiêu người thay đổi cuộc sống của họ, các bạn giúp được bao nhiêu người tốt lên. Giống như Hảo chia sẻ cho mọi người có thể giảm cân, mọi người khoe lại với Hảo, Hảo rất là hạnh phúc. Cuối cùng thì chỉ cần điều đấy thôi, đúng không ạ? Cái bí mật nữa để các bạn có thể giảm cân tốt hơn đó là các bạn có thể ưu tiên nấu nó đơn giản hơn, được không ạ? Các bạn đừng nấu cầu kỳ kiểu như là cho dầu, cho hành rồi vào, xong rồi phi thơm lên, xong bắt đầu cho thịt vào xào các kiểu. Thì đương nhiên như thế thì ăn nó ngon. Thật sự luôn, đó là cái cách mà ông cha ta đã nấu bao nhiêu đời nay và truyền lại cho chúng ta rồi. Thì Hảo biết là ăn nó rất là ngon, kiểu như là thịt thì nó săn lại, xong rồi rau thì nó béo rồi các kiểu ấy, kiểu ăn miếng rau nó béo ngậy trong miệng ấy. Nhưng mà
đấy là cái cách mà nó làm calo tăng lên rất là nhiều, thực sự là như thế. Thật ra video này Hảo quay thì Hảo muốn chia sẻ với ai đang cần giảm cân thôi, đang hoặc là đang muốn chọn cái lối sống khoa học lành mạnh ấy, kiểu vậy, hoặc là các bạn muốn ăn healthy hơn, ăn eat clean hơn kiểu vậy, thì các bạn có thể ưu tiên ăn luộc hấp. Luộc hoặc hấp, hấp là tốt nhất. Các bạn hấp thì nó sẽ giữ gọi là tối đa cái lượng vitamin luôn ấy. Cho nên các bạn cứ ưu tiên là hấp nha các bạn. Cho vào cái nồi hấp lên và hấp với lửa nhỏ thôi. Các bạn có thể mua những cái nồi nấu chậm ấy các bạn. Những cái nồi nấu chậm ấy thì các bạn nấu nó sẽ ngon hơn, nó sẽ tốt hơn. Đấy, kiểu vậy. Thì ai mà đang muốn lối sống healthy thì các bạn có thể thực hành, cũng như các bạn có thể đón nhận những cái điều Hảo chia sẻ nha, bởi vì đó là kinh nghiệm của Hảo, sao cho chúng ta khỏe hơn, trẻ hơn, đúng không ạ? Rồi, thế thì giữa một cái bông cải xào thịt bò, rồi là bông cải hấp và bông cải sống, có ba cách chế biến, thì các bạn cứ ưu tiên ăn bông cải hấp là tốt nhất. Đương nhiên ăn bông cải xào thịt bò thì nó ngon, nhưng mà nó cũng ngon đấy. Đấy, nhưng mà đôi khi là đối với ai mà đang cần kiểm soát cân nặng thì các bạn cho ít phụ gia các kiểu, gia vị các kiểu thôi, các bạn thay thế bằng những cái loại dầu palm hoặc là đồ heo thì các kiểu thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà được tốt nhất như mình ấy thì nên ăn sống. Và để tính ra được cái lượng calo cũng như là làm sao để mình biết được mình nên có cái thực đơn như nào, thực sự để giảm cân tốt nhất các bạn nên có riêng cho mình một cái thực đơn tốt nhất các bạn. Và nếu các bạn muốn quan tâm đến thực đơn thì Hảo có thể tặng thực đơn cho các bạn. Hảo có thể lên từng cái thực đơn riêng cho từng độ tuổi, từng chiều cao, từng cân nặng. Các bạn thích ăn gì, các bạn không thích ăn gì. Các bạn ở vùng biển thì có nhiều hải sản hơn, các bạn ở vùng núi thì các bạn có nhiều trứng gà hơn, nhiều khoai lang hơn, đại loại kiểu thế. Thì các bạn cứ comment vào phần ở dưới video này, hoặc các bạn có thể liên hệ với Hảo qua cái Facebook của Hảo ấy, thì các bạn nhắn chiều cao, cân nặng này để Hảo có thể lên cho các bạn, tặng cho các bạn một cái thực đơn nha. Và nếu mà thấy video này hay và ý nghĩa, hoặc các bạn có bất kể câu hỏi gì thì nhớ là để dưới phần comment, thì Hảo sẽ làm video để trả lời cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.